Câu hỏi tình huống: nếu bây giờ các em nhận được 20 triệu đồng thì các em sẽ làm gì? Cô mời con. Con thưa cô, chúng ta phải trả lại cho người đánh mất ạ. Rất xuất sắc, nhận xét bạn trả lời. Cô mời con. Thưa cô, câu trả lời của bạn rất xuất sắc ạ. Câu trả lời của em rất xuất sắc, không hổ danh là học sinh giỏi cấp huyện môn giáo dục công dân. Cả lớp cho hai bạn một tràng vỗ tay. Mày thấy này, tao trả lời câu hỏi tình huống đỉnh không? Mày ghê rồi. Có chuyện gì mà hai con cười nói vui vẻ thế? À dạ, chuyện là em vừa bắt được hai chiếc vòng nịt cô ạ. Đang loay hoay không biết là của ai để trả lại. Thì hóa ra là của bạn Nhung đánh rơi cô ạ. Đây, tới trả cậu nhé. Tớ cảm ơn nhá. May quá hôm nay trời nóng như thế này, không có cái vòng nịt chắc tớ chết nóng mất. Cô thực sự cảm thấy rất xúc động vì em đã ứng dụng rất tốt bài học giáo dục công dân của cô vào trong đời sống. Thứ hai tuần sau, cô nhất định sẽ bảo ban chấp hành đoàn trường tuyên dương em trước cờ để lan tỏa tinh thần trung thực này đến với học sinh toàn trường. Dạ không có gì đâu ạ. Nhặt được của rơi và trả lại người đánh mất, đấy là nghĩa vụ của mỗi chúng ta mà cô. Đúng đấy cô ạ, bạn ấy trung thực như thế, cô phải tuyên dương và thưởng thêm cho bạn ấy cô ạ. Cô đi rồi, bây giờ cậu chia cho tớ một nửa đi. Tao chia cho mày hai cái vòng nịt rồi còn gì. Ơ sao lại thế, tao với mày cùng bắt được cơ mà. Mày được lắm. Con thưa cô, lúc nãy bạn Mạnh bạn ấy bắt được tiền, xong bạn ấy đúc vào túi, xong bạn ấy lừa cô là bạn ấy bắt được hai cái vòng nịt ạ. Có thật là như thế không? Được rồi, để tôi quay lại xem. Mạnh, có thật là lúc nãy em bắt được tiền không? Đưa tất cả để tôi xem. Dạ. Hai mươi triệu này chắc chắn là của cô, chỉ có thể là cô đánh rơi thôi nhá. Em là học sinh giỏi môn giáo dục công dân mà tại sao em lại lươn lẹo như thế hả? Thứ hai tuần sau cô nhất định sẽ bảo ban chấp hành đoàn trường kỷ luật em trước trường để làm gương cho những bạn khác. Còn về phía Nhung, em rất thật thà và trung thực. Dạ vâng ạ, cô sẽ thưởng cho em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Hai chiếc vòng nịt ở trên đầu. What the hell? Cô cảm ơn em nhiều nhá. Cô chúc em có một ngày thật là mát mẻ. Mày thấy chưa? Mày đi mất cô, tụi cô có cho mày cái gì không? Ơ, tao có mách đâu, tao chỉ phô thôi. Và từ đó, Mạnh nghỉ chơi với Nhung và kết thân với Linh, Tubi con tờ neo. Linh ơi, hôm trước tao nhặt được 20 triệu, nhưng mà nuốt không trôi, bị cô Hương nuốt mất. Mày có cách nào giúp tao không? Lấy lại được, tao sẽ cho mày 10 triệu. Cách à? Ok. Bố. Cái gì? Bố giúp con một việc, con sẽ cho bố 5 triệu. Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về nhà nhớ ôn thật kỹ phần tính trung thực. Tuần sau sẽ có bài kiểm tra một tiết đấy. iPhone 12 đúng là đẹp thật đấy. Cô Hương ơi, hôm trước cháu Linh nhà tôi mang 20 triệu đi đóng tiền ôn thi học sinh giỏi bên lớp cô Thủy. Thì không may là cháu nó bị rơi. Tôi thấy các cháu lớp A5 nó bảo là cô nhặt được ạ. Cô cho con nhà tôi xin lại chả mà hoàn cảnh nhà tôi cũng khó khăn lắm. Đấy, em biết ngay là của cháu Linh mà. Ban đầu là cháu Mạnh nhặt được cơ. Nhưng mà em thấy không yên tâm cho nên là em đang cầm giúp cháu Linh ạ. Số tiền ấy thì em đang để ở trên văn phòng nhà trường. Bây giờ em sẽ lên đấy em lấy cho ạ. Anh ơi, cho em vay gấp 20 triệu với anh. Cô làm gì mà gấp thế? Em nhận hàng, shipper đang chờ em ngoài cổng rồi. Đây, em xin ạ. Cho em xin thêm 2 cái nịt luôn nhá. Đây anh ạ, số tiền vẫn còn nguyên anh ạ. Ui dồi ôi, may quá cô ạ. Đây, từ sau cẩn thận nghe chưa. Con xin ạ. Tôi gửi cô thêm chút tiền, coi như là cảm ơn. Dạ thôi anh ạ. Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất thì đấy là nghĩa vụ của mỗi chúng ta mà anh. Cô tốt thật đấy. Hay là con nghỉ bên lớp cô Thủy đi, sang lớp cô Hương mà học. Dạ, vậy thì tốt quá anh ạ. Tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Thôi đi về con. Con cảm ơn cô ạ. Dạ vâng ạ, em chào hai bố con ạ. Ha 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 ha.
Cháu Linh nhà tôi mang 20 triệu đi ôn thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân bên nhà cô Thủy. Chị Thủy ơi, có phải chị mới mở lớp ôn thi giáo dục công dân không? Không, chị chỉ dạy trên trường thôi, thế làm sao đây? Vậy mà cái Linh lớp chị nó nói với em là nó đang học khóa ôn thi học sinh giỏi của chị, học phí là 20 triệu đồng. Chị giúp em vụ này, nếu như thành công, em sẽ cho chị 10 triệu. Đơn giản, để ngày mai chị xử con bé này cho. Buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các em vào buổi học tiếp theo. Em Linh ở lại tôi có chuyện muốn nói. Dạ vâng ạ. Dạ em đây ạ. Tại sao em dám bịa chuyện là em đi ôn thi học sinh giỏi môn giáo dục công dân ở bên nhà cô với học phí là 20 triệu? Sau đó em lừa cô Hương là em đánh rơi tiền. Em giả vờ em xin lại rồi em chiếm đoạt 20 triệu đồng của ấy là sao? Nói nhanh. Dạ nếu như tiền là của cô ấy thì tại sao cô ấy lại phải trả lại em ạ? Tôi nói cho em biết ngày hôm đấy cô Hương cũng bị đánh rơi 20 triệu. Nhưng mà bố con em đến trình bày, cho nên là cô ấy tưởng 20 triệu đấy là của bố con em, cho nên là cô ấy mới trả lại. Cô ấy nghĩ 20 triệu của cô ấy là bị rơi ở chỗ khác. Em cũng là học sinh giỏi môn giáo dục công dân, tôi lại là giáo viên chủ nhiệm của em. Cô Hương nói với tôi chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không biết xấu mặt vào đâu cả. Em biết lương nhà giáo của chúng tôi thấp như thế nào không? Cô Hương phải đi dạy mấy tháng trời mới kiếm được 20 triệu đồng mà em nỡ lòng nuốt mất cổ cô ấy. Hành vi của em lại có tính chuyên nghiệp và có tổ chức đấy nhá. Chuyện này mà đến tai hiệu trưởng chắc chắn em sẽ bị đuổi học, thậm chí em sẽ phải ra tòa về hành vi này. Em là học sinh giỏi môn giáo dục công dân mà tại sao em lại không biết điều này à? Em xin lỗi cô, em biết lỗi rồi, cô tha lỗi cho em à. Bây giờ em về lấy ngay 20 triệu từ đây để mai tôi mang trả cô Hương. Dạ vâng, vâng ạ, vâng ạ. Dạ tiền đây ạ. Thôi được rồi, tôi sẽ không làm lớn chuyện này nữa. Nhưng mà kỳ này nhất định tôi sẽ hạ hạnh kiểm em. Sáng ngày mai theo tôi đi xin lỗi cô Hương. Còn bây giờ muộn rồi đi về đi. Vâng ạ. Chị em mình chia đôi thôi. Con bé này ngu thật. Hẹn gặp các con ở buổi học tiếp theo. Em Linh ở lại theo tôi đi xin lỗi cô Hương. Con không đứng dậy đi, ngồi đấy làm gì? Trước khi đi, tôi muốn cho cô xem cái này. Chị em mình á. Ơ, cặp đâu nhỉ? Ai mà chịu lại thuộc chị em mình á. Ai mà chịu lại thuộc chị em mình á. Bà thì cách xa tôi 3 mét. Còn không thì ngay lập tức video này sẽ được gửi đến phòng hiệu trưởng. Ngày hôm đó tôi mà không quay lại thì làm sao tôi phát hiện ra âm mưu của các người. Tôi nói cho các cô biết 20 triệu ấy không phải là do các cô nhận được mà là do thằng Mạnh nhận được. Các cô là người đã kiếm ra tiền, tại sao các cô lại tham lam cướp 20 triệu của nó? Tôi là bạn thân của nó, tôi có quyền hưởng chung, còn các cô không có quyền gì. Cô sai rồi, cô xin em đừng khơi. Cô xin em, cô xin em. Các cô chửi chúng tôi là học sinh giỏi giáo dục công dân mà chúng tôi lươn lẹo. Vậy thì tôi xin lỗi, chúng tôi là học sinh, chúng tôi lươn 1. Các cô là giáo viên giáo dục công dân, các cô lươn 10. Nhân cách của các cô mục rũa đến như vậy, bảo sao chúng tôi chả hư hỏng. Cô biết sai rồi. Ngày hôm nay tôi muốn tặng cho hai cô quyển sách này và nói với hai cô một điều. Hương, Thủy, nhân cách của hai cô còn thối nát hơn cả một đứa học sinh.